Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần lộ trình tâm. Trong phần lộ trình tâm thì chúng ta có hai cái lộ trình. Một cái lộ gọi là lộ ngũ. Cái tên đầy đủ của nó là lộ ngũ môn. Môn đây là cái cửa. Nó đi qua bằng cái cửa của năm căn. Năm căn ở đây. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và nó đi bằng một cái cửa thứ hai. Nó gọi là lộ ý môn. Lộ ý môn này nó đi vào cái căn thứ sáu. Căn thứ sáu. Và nó thuộc về ý vật này. Cái cảnh của nó là cảnh pháp. Đây đó là trong cái sách vở mà người ta nghiên cứu về cái hoạt động cái tinh thần cũng như là cái bộ não của con người đó, người ta nói đây là cái giác quan thứ sáu. Lộ có nghĩa là cái con đường. Trình đây á là nó đi theo cái thứ tự. Lộ trình tức là cái con đường mà nó đi từng bước, nó có thứ tự và nó lặp đi lặp lại theo cái nguyên tắc của nó. Thành ra đó, tất cả những cái này nó là cái hoạt động có tính chất quy luật thuộc về tâm linh. Như chúng ta biết đó, cái sắc thân của chúng ta đây cấu tạo bằng 27 cái sắc pháp này, thì cái sự sống của cái sắc thân này, của cái thể chất này đó, nó hoạt động cũng mang cái tính quy luật riêng của nó. Và cái đời sống nội tâm của chúng ta nó hoạt động cũng có tính quy luật riêng của nó. Khi mà chúng ta nói quy luật, tức là nó nương tựa vào cái nguyên tắc mà nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Và từ đông sang tây, từ kim sang cổ, không có phân biệt bất cứ cái gì. Nó vượt lên thời gian, nó vượt lên không gian, nó vượt lên chủ tộc, nó vượt lên tất cả những thứ quy ước của thế gian này để nó tồn tại cái tính quy luật của nó. Thì như vậy, chúng ta đây sẽ hiểu rất rõ rằng bản chất của nó là vô ngã. Nó không có chịu một cái sự chi phối nào ngoài cái sự chi phối của tính quy luật. Cũng giống như là để mình chạm vào cái gì, chỗ điện thở này thì nó dịch. Từ đông sang tây, từ kim sang cổ, từ bất cứ cái gì mà có một cái hơi thở mà chạm vào cái nguồn mạch thở này thì nó dịch. Như vậy không phải là cái dây điện này nó ghét mình hay là thương mình, cũng không có ai xúi bảo nó, cũng không có thần linh nào mà yêu cầu nó hết. Luật nó vậy, chúng ta phạm luật thì cái hậu quả nó sẽ xảy ra, chỉ có thế thôi. Còn cái chuyện đó mình có chấp nhận này hay không chấp nhận là cái quyền của mình. Nhưng luật thì nó cực kỳ khách quan, để nó hoạt động như thế đó. Còn chuyện chúng ta chấp nhận không chấp nhận là vấn đề chủ quan của mình. Và nếu mình sống, mình có sự hiểu biết, thì như vậy chúng ta sẽ thoát được nhiều thứ. Còn nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta sẽ sống trong cái tâm tối. Và khi mà tâm tối thì bao giờ chúng ta cũng nhầm lẫn. Và cái hậu quả nó là chiếm lĩnh một cái phần lớn, chứ không phải là những cái kết quả mà do chúng ta tạo phát ra. Bây giờ chúng ta thử nha, bây giờ chúng ta thở đi. Thì cái hơi thở chúng ta đem vào, thì cái những cái khí trong lành, cho là khí trong lành ở ngoài đi vào, thì cái sự biến đổi từ cái khí oxy mà nó tác động vào để nó làm cho máu đưa lên não, nó sẽ tẩy những cái độc chất ra.
thì tất cả những cái hoạt động đó chúng ta đâu có chi phối. Chúng ta ăn cái gì vô thì lập tức nó sẽ biết cách để nó tiêu hóa, biến thành cái nhũ cấp nó nuôi sống cái cơ thể. Chúng ta đâu có biểu nó đâu, và chúng ta đâu có chi tiết ra để cho nó là nó thi hành theo cái mệnh lệnh của mình đâu, không có. Và tất cả những cái hoạt động chi phối nó không đi ra ngoài một cái quy luật lớn của nó đó. Là bây giờ cái gió nó vào trong cái đường mũi của mình và nó biến thành cái hơi thở đó, thì vào trong đó nó làm cho máu của mình có thể đỏ trở lại. Thì tất cả những cái hoạt động này nó lại chịu một cái sự chi phối căn bản, đó là sự chi phối của bốn cái yếu tố chính thuộc về cái sắc tứ đại đó. Chúng ta vừa nói đến tám cái sắc bất ly, thì như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi cái hơi thở vào, hơi thở ra thì nó là hoạt động của cái yếu tố phong đại, có nghĩa là nó đang di chuyển. Cũng như bây giờ đó là cái bao tử chúng ta phải co thắt, nhu động ruột chúng ta phải co thắt, thì cái đó cũng là yếu tố của phong đại. Cái hơi thở chúng ta đi vào, chúng ta sẽ mang theo cái nhiệt độ trong cái hơi thở đó. Có thể ở ngoài khí trời nó lạnh, khi mà cái hơi thở vào chúng ta nghe mát ở bên trong, rồi nó cuối cùng nó cũng phải ấm ở bên trong rồi nó đi ra. Thì cái nhiệt độ trong cơ thể chúng ta và cái nhiệt độ trong cái hơi thở chúng ta thì nó là cái gọi là cái nóng cái lạnh hay là cái mát ở trong cái cơ thể chúng ta, thì nó chi phối theo cái lực của cái tứ đại này, nó không đi ra khỏi cái gì đó. Thì chúng ta cứ suy từ đó ra để chúng ta biết rằng cái cơ chế mà hoạt động thuộc về cái thân thể chúng ta là nó nằm trong cái thực tế, rồi chúng ta nói mắt tai mũi lưỡi rồi là bao tử rồi ruột gan lục phủ ngũ tạng vân vân, thì nó có một cái sự hoạt động theo như cái guồng máy của nó, và tất cả những cái guồng máy này nó chịu một cái sự chi phối mà ta gọi là bản thể của nó. Đó chính là cái sự hoạt động của tứ đại là nội đại nhất. Thì càng phân tích càng đi sâu thì chúng ta mới thấy là tất cả sự vận hành của vật chất đều mang tính quy luật. Và bây giờ đây khi chúng ta bước qua cái lĩnh vực mà trừu tượng hơn, sắc thân chúng ta là hoạt động nó thuộc về thô, còn cái gì mà nó thuộc về mà mắt chúng ta là mắt thường, nhục nhãn của mình không thấy được, không nhìn ra rõ được, không cân đo đong đếm được, thì nó thuộc về một cái dạng gọi là vật chất mịn, và như vậy nó rất là vi tế. Thì chúng ta gọi nó là tinh thần, chúng ta gọi nó là hoạt động của nội tâm, chúng ta gọi là đời sống của tâm thức. Tất cả những cái thứ đó chúng ta mà gắn cho nó một cái tên gọi thì nó vô hình, nó vô tướng, nhưng mà nó xuất hiện và nó hoạt động trong cái đời sống chúng ta. Và nó đi bằng hai con đường. Con đường thứ nhất là lộ ngũ. Lộ ngũ này nó diễn qua năm căn. Thì mắt chúng ta tiếp xúc với cảnh sắc, tai chúng ta tiếp xúc với cảnh thinh, mũi chúng ta tiếp xúc với cảnh khí, lưỡi chúng ta tiếp xúc với cảnh vị, và thân chúng ta tiếp xúc với cảnh xúc. Như vậy cái đời sống này, sắc thân này là một cái phương tiện để mà chúng ta tiếp nhận những cái cảnh mà tương ưng với các căn. Thì như vậy mỗi một cảnh tương ưng với các căn thì nó có cái dòng tâm thức phù hợp với nó. Cho nên khi mà nó tiếp cận như vậy á, thì chúng ta có cái tên gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó có tên gọi. Và cái dòng tâm thức này nó sẽ diễn ra nơi cái lỗ ngũ. Chúng ta đã học những cái nét chính trong cái hoạt động của lỗ ngũ để chúng ta thấy cái con đường đi của cái dòng tâm thức chúng ta chảy từ vô lượng kiếp cho đến nay. Cái dòng chảy đó để chúng ta nhận ra rằng tất cả những cái cảnh mà chúng ta tiếp nhận để chúng ta có cái phản ứng ở đây thì đều là quả nghiệp. Còn những cái cảnh
mà chúng ta tiếp nhận chưa có cái phản ứng này thì nó chỉ là mới là dao động trong cái dòng chủ phần của chúng ta mà thôi. Đây là cái dòng nghiệp từ vô niệm kiếp cho đến đây. Dòng nghiệp này nó chia làm hai phần để chúng ta biết đó. Một phần thuộc về cái pháp thiện và một phần thuộc về pháp bất thiện. Thiện thì chúng ta có hai cái, thiện và thiện tri. Còn những pháp ô nhiễm thì nó có ba, nó có tham, sân và cái si. Và cái này luôn luôn nó chảy trong cái đời sống nội tâm, nó sinh diệt và nó gián đoạn cũng chỉ trong một cái sát na thôi. Đó là sát na sinh và sát na tử, để mà chúng ta chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Cũng giống như đó là sau một cái năm học rồi thì kết thúc cái năm học đó là chúng ta chuyển lên. Còn cái dòng sống bao giờ cũng bao gồm cả sinh tử cả, thì nó có những cái chặng đường như vậy. Khi mà chúng ta không hiểu biết đó, thì chúng ta thấy cái nút của cái sinh tử này đó là tất cả. Tức là trước khi sinh ra chúng ta không cần biết hết, chết rồi chúng ta coi như không, không có gì hết. Chúng ta không cần biết, chúng ta chỉ cần biết một cái hiện tại này thôi. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây nó chỉ có một sắc này, ở đây nó chỉ một sát na. Là bởi vì khi cái người thân chúng ta mất rồi thì chúng ta thấy như là vĩnh viễn không có gặp lại. Khi sinh ra đời thì người ta cũng không biết là từ đâu người ta đến để mà sinh ra, là do người ta không biết chứ không có cái, không phải là không có nguồn cội của nó. Giữa cái chuyện mà chúng ta không biết với cái chuyện nó có nguồn cội của nó, hai cái đó không phải là một. Nguồn cội của nó luôn luôn có, còn cái chuyện chúng ta biết hay không biết thì chuyện riêng của mỗi người. Cũng như sau khi chết rồi thì cái chuyện, cái dòng tâm thức này nó sẽ trôi chảy như thế nào là cái chuyện của nó. Còn cái chuyện chúng ta có biết hay không, chúng ta đồng ý hay chấp nhận không là chuyện riêng của mỗi người, không ai cho mình gì. Thì chúng ta muốn nói sao cũng được, tại vì cái sự suy nghĩ của mình, cái kiến thức của mình, cái phước báo của mình thì muốn nói sao. Tại vì mình nói sao, mình nhận thức như thế nào đó thì nó nằm trong hai cái dòng nghiệp. Chúng ta nói trong cái tâm tối của cái đời sống tâm của mình, hay giờ chúng nói, ta nói trong cái phước báo đầy trí tuệ của chúng ta, hai cái đó khác. Nó nằm trong cái dòng chảy. Khi chúng ta nói trong si mê, chúng ta nói trong cái sự hiểu biết, trong si mê thì chúng ta sẽ nói là đời sống không hưởng, chết rồi ai hưởng. Tại sao người ta có quyền hưởng nhiều như vậy mà mình hưởng ít như vậy, không công bằng. Như vậy mình sẽ có quyền tước đoạt những cái gì người ta có để làm thành tựu. Bởi vì chết đó hết. Bởi vì ai cũng không biết là mình sinh ra từ đâu. Người ta chỉ thấy sinh ra từ cha mẹ thôi, chứ người ta không thấy cái gốc gác của cái dòng chảy. Cho nên là từ trong hai cái giới hạn này nó chỉ có một sát na thôi. Nếu chúng ta học và hiểu biết thì chúng ta thấy là tất cả những cái sát na này vẫn thường xuyên xảy ra trong cái sinh hoạt hàng ngày thuộc về sắc pháp và tâm pháp của chúng ta. Luôn luôn nó là như vậy. Chỉ có cái là cái sát na này á, nó khác với những sát na thường nhật khác ở chỗ là nó sẽ chuyển tiếp. Cũng như bây giờ mình đi học, cứ mỗi một môn như vậy á, là mình có cái bài thi, bài kiểm tra 15 phút, bài kiểm tra 1 tiếng.
bài kiểm tra học kỳ để hoàn tất tất cả các môn. Rồi xong tất cả các môn nó cộng lại để hoàn tất cái học kỳ. Thì người học trò nào cũng phải trải qua cái việc mà chúng ta phải có điểm. Chúng ta phải làm bài. Thì tất cả đó là những cái sinh hoạt ở trong tâm chúng ta. Nó khác với cái người học trò ở chỗ. Học trò thì nửa tháng là một tuần có bài kiểm tra một lần. Còn này chúng ta là từng sắp. Lúc nào nó cũng diễn ra như vậy cả. Thì như vậy chúng ta đã biết cái con đường đi của cái hoạt động thuộc về cái tâm thức của chúng ta đã đi hai cái con đường. Như vậy khi mắt chúng ta thấy gì mà tâm chúng ta khởi lên cái gì thì nó đây, nó tạo tác đây. Tai chúng ta nghe cái gì và chúng ta phản ứng ra sao, tạo tác đây. Mũi chúng ta ngửi cái gì, chúng ta phản ứng ra sao, tạo tác đây. Lưỡi chúng ta nếm gì và chúng ta cảm nhận ra sao, tạo tác đây. Thân chúng ta xúc chạm, chúng ta cảm thấy như thế nào, chúng ta có phản ứng, tạo tác. Vậy giờ chúng ta đã rõ năm con đường đi của nó. Và năm con đường đi của nó chúng ta sẽ ôn tập lại. Thì chúng ta thấy là khi mà cái cánh cửa này nó mở ra đó, để nó tiếp nhận cái cảnh, thì nơi trong lỗ ngủ đó, cảnh đây là nói chung đó, là cái trần cảnh của tất cả năm cái loại sắc thân hương khí vị. Thì tất cả những cảnh này nó chia ra làm cảnh rất lớn, chia ra là cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Cảnh rất lớn á thì chúng ta sẽ có ba cái lộ căn bản. Là thứ nhất là cái lộ nó kết thúc nơi động tóc, và tới đây là nó kết thúc. Lộ thứ hai á là nó kết thúc nơi hai cái tâm mót, hai tâm mót này. Lộ thứ ba thì nó sẽ kết thúc nơi cái hộ kiếp khách. Và thông thường á, nơi cái cảnh rất lớn này đó, thì cái hộ kiếp vừa qua này, hộ kiếp vừa qua này, thì thông thường nó có một hộ kiếp vừa qua. Bình thường ra nó có một hộ kiếp vừa qua. Đó là nói, chúng ta nói về cái hộ kiếp. Bây giờ chúng ta tới cái phần thứ hai, chúng ta ôn lại là phần cảnh rất lớn, xin lỗi cảnh lớn, cảnh rất lớn rồi. Bây giờ cảnh lớn đó, thì chúng ta sẽ có hai cái loại. Loại thứ nhất đó, là nó ngừng lại ở động tóc. Loại thứ hai đó, là nó ngừng lại ở hộ kiếp khách. Là nó có hai loại. Và cái hộ kiếp vừa qua đó, nó sẽ đi hai cái hộ kiếp vừa qua hoặc là ba cái hộ kiếp vừa qua. Con đường ấy đi. Và chúng ta nhớ rằng cứ một hộ kiếp vừa qua thì nó thông thường là nó có một cái lộ căn bản của nó. Hai hộ kiếp vừa qua thì có hai lộ căn bản, mà ba hộ kiếp vừa qua là có ba lộ căn bản. Bây giờ chúng ta đến cái phần cảnh nhỏ. Cảnh nhỏ thì chúng ta sẽ có từ bốn hộ kiếp vừa qua. Xin lỗi. Nếu như cái này mà nó có bốn hộ kiếp vừa qua, trường hợp thì rất ít xảy ra, thì ở đây á nó chỉ có sáu cái động tác mà thôi. Đó là trường hợp chúng ta phải để ý. Nếu bốn hộ kiếp vừa qua thì đây chỉ có sáu động tác mà thôi. Trong trường hợp cái cẩm mà nhỏ đó, thì cái hộ kiếp vừa qua của nó sẽ là từ bốn đến chín sát na, tức là từ bốn đến chín cái hộ kiếp vừa qua. Và tất cả những cái lộ của nó chỉ cao nhất là nó đi đến cái tâm thân đó là hết. Nó không có các cái phần sau, không có. Như vậy nó sẽ có từ bốn đến chín sát na, có nghĩa là nó có 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì nó có tất cả là 6 lộ. Còn trường hợp thứ tư là cảnh nó rất nhỏ đó, thì nó sẽ có từ 10 đến 16
cái hộ kiếp vừa qua. Và cái cảnh của nó thông thường, nó tới cái rúng động là nó hết. Chỉ có thế thôi. Cái rúng động này, hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động. Như vậy thì cái dòng hộ kiếp của nó chỉ chao động thôi. Nó làm chao động cái phần này. Mà nó không có diễn ra một cái lộ trình. Thường mình nói là nó sao động, nó có chút sao động nhẹ trong tâm rồi thôi. Nó không đưa đến một cái phản ứng nào hết, không đưa đến một cái ứng xử nào hết. Thành ra nó không có đi, nó không tạo ra được một cái lộ nào cả. Thì mình gọi nó là ngoại lộ, tức là ở ngoài lộ trình tâm. Thì như lần trước thì cô cũng có giải thích rồi đó. Không có thì nói làm chi, mà có cũng như không có, mà không có cũng là có, bởi vì nó có sự sao động, nên nó phải tính vào trong cái điều đó. Bây giờ chúng ta ôn lại cái lộ ngủ rồi, bây giờ chúng ta qua cái lộ ý. Thì cái lộ ý là cái phần như nãy thì cô nói đó, là nó là căn bản của nó là cái chỗ sắc ý vật, tức là nó có ý căn. Ở đây là cảnh xúc, xin lỗi, cảnh pháp. Đối với cái lộ ngũ đó thì bên đây chúng ta có 5 căn, và cảnh á thì đây chúng ta có 5 cảnh. Và cái cảnh này nè, nó có hai cái tên, nó là cảnh ngoại và nó là cảnh hiện tại. Cảnh của nó là gì? Tức là mắt mình phải thấy, tai mình phải nghe, mũi phải ngửi, lưỡi phải nếm, thân phải xúc chạm. Như vậy nó rất rõ ràng và nó xảy ra trong hiện tại. Đó là cảnh của lồ ngủ. Bây giờ cảnh của cái lộ ý này là cảnh pháp. Thì như chúng ta có đó, có ý căn và có ý môn. Ngày nay đó, theo cái nghiên cứu của khoa học đó, thì người ta nói rằng là tất cả những cái mà xảy ra trong cái hoạt động của cái bộ não, nó đi liền với cái hệ thần kinh của xương sống, mà nó tủa ra tất cả các thần kinh khắp nơi, thì cái nơi nào mà cái tỉnh sắc căn, tức là cái ý căn này nó có mặt. Bây giờ người ta nói nó là não bộ, nó là ngay cái chỗ cái cột sống, cột sống cổ, cột sống lưng này, các cái dây thần kinh, cái hệ thống thần kinh nó tỏa ra, nó tỏa ra từ cái não bộ, nó đi hai bên thần kinh này, nó túi đi khắp này. Thì bây giờ đây là ý căn, cái ý căn này á là nó là trong cái phần máu trong tim á, nó có một cái phần đỏ đỏ, nó giống như cái hạt đậu, cái đó là ý căn. Thì đó là sách cứu giải thôi, chứ còn Đức Phật không có nói. Mà có thể khởi lên cái ý, cái tâm, thì nơi đó chính là sắc khi mà. Bây giờ chúng ta thấy là cái thần kinh cảm giác nó sẽ tủa đi khắp nơi. Vì vậy chúng ta chạm một bất cứ một cái phần nào trên cái thân thể chúng ta đều có thể cảm nhận được, trừ khi mà chúng ta bị bệnh tê liệt thì không nói làm gì. Chứ còn một cái hệ thần kinh tốt trong cơ thể chúng ta thì chúng ta chạm vào bất cứ nơi nào thì chúng ta cũng có thể là coi như là tạo ra những cái cảm xúc cảm. Người ta nói thế. Đây là về cái phần vật chất. Cũng như khi mình nói là căn mắt thì nó tức là nó là cái phần, nó chia hai phần, một cái phần phù trần căn và phần tỉnh sắc căn. Phù trần căn là cái cơ quan
thị giác. Còn tỉnh sắc căn á, nó chính là dây thần kinh. Còn đây là thị giác. Cái linh hồn của con mắt chính là cái thần kinh. Thì như vậy, cái phần vật chất của ý căn, nói theo ngày nay thì chúng ta có thể nói nó liên quan tới não bộ, tới cái cột sống, tới cả cái tùng thần kinh, tất cả những cái hệ thần kinh lớn nhỏ trong toàn thân của chúng ta, nó là phần vật chất. Bây giờ chúng ta thấy thế này, cái khi mà chúng ta dùng cái chữ môn ở đây, môn ở đây, thì khi mà nói nhãn môn á, thì cái kháng ngũ môn này, kháng ngũ môn này, hay là hướng ngũ môn này, nó có nhiệm vụ nó mở cửa ra. Giống như là chúng ta đó, trước khi chụp hình chúng ta phải mở cái màn hình ra. Thì như chúng ta biết đó, cái kháng ngũ môn đó, có khi dùng chữ kháng, có khi dùng chữ hướng. Thì cái này đó là nó là duy tắc, cái tâm duy tắc, cái chỉ hành động mà thôi. Và nó làm có tính chất máy móc, nó không có một chút chủ quan nào cả, và nó không tạo tác bất cứ một cái gì cả. Không phải thương ai ghét ai mà nó mở con mắt ra, không phải. Tại vì cái bất cứ mà con mắt mình mà nó hoàn hảo về cái mặt mà coi như là phù trần căn, cái tịnh sắc căn của nó, thì nó gặp cảnh là đương nhiên nó phải mở ra. Cũng như nhiều lần sư cô nói rằng một cái cửa siêu thị nó không phải thương ai ghét ai mà nó mở ra, nhưng mà mình đứng trong cái tầm của nó 1 mét hay là 2 mét thì nó tự động mở ra, có thế thôi. Đây đó là gì ta? Thì cái này nó mở ra thì chúng ta thấy là nó vẫn nằm trong sắc pháp. Cái cảm ngôn này nó làm cái công việc mở ra, nó mở cái con mắt bằng cái tâm kháng ý môn này. Nhưng mà riêng đó, cái ý môn, cái ý căn là bây giờ nó đi tới cái ý môn đây, thì cái môn này là luồng thai đó, nó chính là hộ kiếp. Cái ý này nó mở này, cái hộ kiếp. Chúng ta biết là khi cái tâm tục sinh này nó làm xong cái nhiệm vụ mà tái sanh rồi thì nó trở thành hậu kiếp. Như vậy ý môn nó mở từ trong hậu kiếp. Nó mở cả một cái quá khứ, nó mở cả một cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Cho nên cái ý của chúng ta mà khởi lên thì những cái ý này nó không bao giờ chỉ thuần tí trong thiền kiếp, mà nó là sự nô kết. Vì chúng ta đã học từ lớp mẫu giáo, bây giờ lên lớp 12 chúng ta vào đại học, thì những gì chúng ta tiếp nhận trong trường đại học không phải đây là cái mà hoàn toàn nó đột xuất, không có một cái gì để căn bản để tiếp nhận đó. Một người mà không có qua cái lớp 1 thì không thể ngồi vào trường đại học để nghe giảng được. Nó phải có cái căn bản đó. Thì như vậy cái ý môn này nó mở ra từ trong hồi kiếp. Nó cũng giống như cái lộ ngũ đó. Thì khi tất cả những cái hoạt động của cái lộ ngũ này khởi sanh lên thì nó diễn ra trên hệ thần kinh. Mà hệ thần kinh chúng ta là nó chi phối toàn bộ cơ thể, cho nên á, những cái gì khởi lên trong ý nó sẽ hiện ra thật. Người ta có thể đọc được. Có 2 cách để đọc. Cái cách thứ nhất đó là như chúng ta thấy mấy cái người mà giỏi giang á, người ta nhìn tướng người đó, nhìn tướng thấy tâm, nhìn tâm thấy tấm. Thành ra khi cái nơi cái sắc pháp của mình, nơi cái sắc thân của mình mà nó định hình đó, mình có cái đôi mắt này, có cái mũi này, có cái tai này, như vậy,
thì nó có hai cái phù trần căn của nó là cái hình tướng và cái cách cấu tạo căn bản của nó. Tôi nhìn đi, thầy thuốc thì nhìn thấy bệnh hay là không bệnh, còn cái người tướng số thì người ta nhìn đó đã thấy không, ta thấy cái tánh, thấy con người này. Hai cách để thấy, mới có một cách thôi. Giờ cách thứ hai là khi mà những cái lộ trên đây nè nó hoạt động, tức là mắt chúng ta thấy, mà chúng ta phản ứng như thế nào thì nó biểu hiện. Ví dụ bây giờ mình thấy, mình đến một cái nơi đó, đi du lịch, mình thấy một cái cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng của mình, thì quý vị thấy là người ta sẽ kêu lên, ô đẹp quá, tay chân người ta quơ lên, mắt người ta mở lớn lên, và cái trong cái gương mặt của người ta hớn hở, nói chưa, nó biểu hiện. Thành ra có những cái định hình ở cái tướng của mình, nơi cái nó gọi là cái sắc thân của mình đây nè, với một cái hình thể như thế nào, với một cái cấu trúc như thế nào, với một cái màu sắc như thế nào, là nó đã định hình cái sự ngưng động của cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp, và nó định hình nơi cái thai bào này, cho đến khi cái thai bào này sinh ra làm cái đứa trẻ sơ sinh và nó lớn lên như thế, nó sẽ tiếp nhận hai thứ. Một thứ nó chở đi từ vô lượng kiếp, và một cái thứ nó tạo tác trong cái hiện kiếp này, nó phối hợp lại để nó đi một cái sự biến thiên từ nơi cái sắc thân này, với những cái sắc pháp chi phối đó nó hoạt động ra sao, để nó biến đổi từ tâm sang tướng, từ tâm sang tướng. Bởi vì chúng ta nhớ rằng sắc pháp chúng ta có được là do nghiệp tạo ra, do tâm tạo ra, do thời tiết tạo ra, do vật thực tạo ra. Cái ăn uống cũng tạo ra, chúng ta đã học rồi. Vì rõ ràng có nghiệp tạo nên cái sắc thân này, có tâm tạo nên sắc thân này, có thời tiết tạo nên sắc thân này, và có vật thực tạo nên sắc thân này. Bốn cái yếu tố. Nghiệp thì chúng ta có thể trông thấy nó khi nó hiển lộ qua ứng xử, và qua cái ứng xử này để chúng ta thấy cái dòng nghiệp quá khứ, thấy cái tâm tánh mình. Và đồng thời nói đây nè, tâm mình có thể thay đổi được. Lần này sư cô lặp lại, tất cả cuộc đời của ta do suy nghĩ của ta, đau khổ hay an vui nằm trong suy nghĩ của ta, thoái đọa hay tiến hóa nằm trong suy nghĩ của ta. Khi chúng ta không hiểu biết những cái bất hạnh trong đời sống là những cái quả bất thiện của mình khi trổ sanh đó, nó nhấn chìm mình và làm cho mình mắc cạn trong lòng mình, không thoát ra được. Mắc cạn ở đâu? Mắc cạn trong cái tưởng của mình, và mình quẩn quanh, mình trói buộc. Mắc cạn ở đâu? Mắc cạn ở chỗ trong cái tâm ý mình đó, khởi lên những cái cảnh tiếp tục, những cái cảnh pháp hay là nó cứ tiếp tục như vậy, và nó chôn vùi mình trong cái chỗ lẫn quẩn đó, không có đi ra được. Do mình đổi cảnh đi, thay đổi cái suy nghĩ đi, thì mọi thứ sẽ thay đổi. Còn khi nào chúng ta chưa chịu thay đổi thì không có cái gì khác hơn ngoài cái lẫn quẩn trong đầu. Kể cả những cái chúng sinh đọa xuống những cái cảnh khổ, biết rõ tại sao mình đọa xuống cảnh khổ, hãy thay đổi đi, thay đổi thì siêu thoát. Không thay đổi không bao giờ siêu thoát. Hiện kiếp này chúng ta phải lãnh những cái quả xấu, chúng ta đau khổ, chúng ta thất vọng, chúng ta chán chường, thay đổi đi chúng ta ra khỏi. Còn không thay đổi không bao giờ ra khỏi. Và ai sẽ giúp mình thay đổi? Ba người có thể giúp mình, đó là trí văn, trí tư và trí tư. Ngoài ra không có ai trên đời này cả. Phật
Phật cũng không cho được, bởi vì Đức Phật cho chúng ta cái cách để chúng ta tạo nên trí huệ, chỉ chúng ta cách để tạo nên trí tư, và chỉ chúng ta cách để tạo nên trí tu. Còn cái việc tạo pháp do mình, bởi vì tạo ác cũng do mình, mà tạo thiện cũng do mình. Muốn chìm đắm trong si mê cũng là mình, mà muốn được chói sáng cũng do mình. Chúng ta thấy không? Ngày đêm cái thân chúng ta là nó làm việc cực lắm chứ. Mình chưa bao giờ thương nó, thật giờ mình nói nó chính là mình này. Thân này chính là mình này. Thân này là của mình đây, chưa bao giờ thương nó. Mình thương cái gì vậy? Mình thương cái cảm thọ của mình. Cảm thọ nó chỉ nằm trong cái vùng lưỡi thôi, với cái thần kinh lưỡi này thôi. Nhưng mà mình ăn những thức ăn đến nỗi mà nó phải vất vả để nó tiêu hóa. Mình phải uống những cái uống mà nó làm cho cái lục phủ ngũ tạng của nó là phải cực kỳ nặng nề. Gan nó phải sưởng lợi, phải cứng lại. Mình hút những cái thứ mà làm cho cái phổi của mình á, là những cái buồng phổi tươi mát nó bây giờ nó bắt đầu nó chai sụn lại, nó không có làm việc được. Nên mình đâu có thương cái thân mình đâu, mà mình chỉ là thích thú trong sự thọ hưởng. Thọ hưởng bằng mọi giá, thọ hưởng bằng mọi cách, và chúng ta không có thương thân mình. Một người tận tụy mình nhất là cái thân mình đây, nó phải làm việc để nó duy trì cái sự sống của mình. Mà mình không giúp đỡ cho nó để nó sống tốt, nó sống nhẹ nhàng. Mình vì những cái cảm thọ của mình mà mình vùi dập nó, mình không biết. Và mình vùi dập nó cho đến khi đó nó không còn ở với mình nữa, mà nó chấm dứt cái sự sống này đây này. Thì khi tái sanh lại, chúng ta sẽ có một cái sắc thân xứng đáng với sự dù dập của mình. Hãy nhìn những cái người mà ta mê đắm trong cái dục lạc đó, cái mặt người ta đần độn ra sao, người ta thưởng thức cái đó mãi mãi như vậy, người ta sẽ sanh ra với khuôn mặt y chang. Người ta quỷ hoại thân người ta bằng dục lạc ra sao, người ta sẽ tái sanh y như thế đó. Vì tâm tạo nên sắc pháp, vì nghiệp tạo nên sắc pháp. Tất cả năm căn của chúng ta, khi mà chúng ta tiếp nhận cảnh rồi, nó vẫn đi về với ý. Thì tất cả những gì diễn ra trong ý căn, nó cũng đi về trong cái lỗ ý. Nó không đi ra khác. Tại sao có người, người ta lại có thể có một cái nhìn sâu xa mà mình thì không có? Là tại vì đó, mình chỉ căn cứ vào cái nhục nhãn này mà thôi. Và chúng ta không có căn cứ vào trong cái mà gọi là cái giác quan thứ sáu này, thuộc về cái ý căn. Bởi vì cái cảnh của lỗ ngũ thì nó chỉ là có năm cái cảnh này thôi. Trong khi đó cảnh pháp á, thì nó rất là nhiều. Cảnh pháp thì nhiều lắm. Năm cái căn này nè, chúng ta bây giờ chia ra nhé. Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Xúc này nó chia làm ba. Xúc này nó có đất, có gió, có lửa. Như vậy đây là 4, đây 3 là 7. Như vậy cái lỗ ngũ nó có thể bắt 7 cảnh. Chúng ta nói 5 nhưng mà thật ra nó là 7. Vì 4 cái căn này thì nó có cái cảnh của nó rồi đây. Nhưng mà riêng cái xúc thì nó có đất, gió, lửa, 3 cảnh thì nó thành 7. Và bao nhiêu đó mà thôi. Lại cho tôi nói này, năm cảnh này nó bằng 7. Bây giờ tất cả những gì còn lại đều là cảnh pháp. Rồi chúng ta sẽ chi tiết.
Đức Hiệp Phao thành chi tiết chúng ta nói lại cái định nghĩa về cái lộ ý cho rõ ràng. Cái lộ ý môn là cái quy trình diễn tiến hoạt động của ý thức. Bây giờ nói cái bản rút gọn này, chúng ta sẽ thấy trên này nó là cái lộ ngũ và cái này nó là cái lộ ý một. Thì như vậy đó, hồi nãy chúng ta nói đó, cái lộ ý môn là cái quy trình diễn tiến hoạt động của cái tâm thức, thì nó là đi theo cái con đường của nó có cái trật tự. Và cái trật tự này nó diễn ra nơi tâm của bất cỡ những cái chúng sinh nào có đầy đủ năm uẩn. Năm uẩn. Như vậy nên mình cũng vậy, con chó cũng vậy. Những cái chúng sinh nào nó có cái hơi thở, nó đầy đủ năm uẩn thì nó đều có cái này. Những chúng sinh có đầy đủ lục căn, nó có cái này. Thì như vậy cái này đâu có phải riêng cho mình đâu. Trong khi cái pháp thế gian mình á phân ra là người nam người nữ, người giàu người nghèo, người học nhiều người học ít, người thông minh nhiều người thông minh ít. Chúng ta phân biệt con người với con chó, con trâu, heo, ngựa. Nhưng mà nói về hoạt động tâm thức chỉ là cái tiến trình của nó là như vậy. Nó đi theo cái quy luật của nó đi theo cái trật tự của nó. Và khi nó có thay đổi thì nó cũng có cái luật thay đổi của nó, chứ không phải là nó muốn ngang nào được ngang nào. Không phải tự mình đây làm vua mà mình có thể đổi được cái luật này trong tâm của mình. Không phải vì mình ngu dốt, mình thiếu phước, mình ngủ ở lề đường, ngủ ở cầu cống mà mình có thể làm xiên xẹo cái này được. Mình ngu cách mấy, mình giỏi cách mấy, luật này vẫn áp dụng chung cho tất cả. Bởi vì nó là một cái tiến trình, nó mang cái tính chất gì. Ngày nào chúng ta còn cái thân này đó, chúng ta sinh ra trong cái cõi ngũ uẩn thì quy luật này áp dụng cho tất cả. Và chúng ta nhìn đây, khi mà chúng ta sinh ra thì cái tâm tục sinh này sau khi nó sinh rồi nó làm cái nhiệm vụ hộ kiếp. Thì tất cả cái quy luật này đây, cái quy luật mà sinh ra rồi hộ kiếp hoạt động này nó sẽ áp dụng chung cho tất cả. Không có phân biệt người nào cả. Cái lúc mà cái giờ cận tử, chúng ta đây bắt cảnh cận tử để rồi tử đó, thì cái cảnh cận tử này nó nằm trong trục sinh, nó nằm trong hộ kiếp, là luật không có thay đổi. Vì cái người này đó bắt cái cảnh này mà sinh ra đần độn thì nó đần độn, đầy đủ tam nhân thì nó thông minh. Lúc bắt cảnh mà cái tâm thi nó nặng nề, nó phải sanh ra làm kiếp xuất sanh. Thử chúng ta chết trong lúc sai, trong lúc ngập trong cái dục lạc, thì có hai con đường. Con đường thứ nhất là xuất sanh các loại tùy theo phước báo. Con đường thứ hai sinh ra làm người, nhưng mà cái đầu này nó thiếu sót gì, phần lớn nó đi trong cái tâm sư ngu tối đần độn và có thể phạm bất cứ ác nghiệp nào cũng được cả. Vì si này nó nằm trong tâm tham và nó nằm trong tâm sân luôn. Si có khả năng đứng một mình và si luôn luôn phối hợp với tham. Con đường đó là như thế. Nhưng thế gian không biết, thế gian chỉ lấy dục lạc đứng hàng đầu. Cái gì cũng phải hưởng hết. Hưởng ít không có chịu, mà phải hưởng cho đến đỉnh điểm của sự thọ hưởng. Và khi mà người ta thích thọ hưởng như vậy, không có đỉnh điểm, người ta tự đẩy đỉnh điểm nó lên để trở thành cái nỗi khao khát khô nguôi. Và nếu như người ta không chết trong cái đắm chìm trong dục lạc, nhưng chết trong cái khao khát đó, thì con đường tái sanh chắc chắn là quỷ đó.
Và quỷ đói này nó sẽ đi tìm những cái dục lạc. Quý vị thấy tại sao? Người ta sợ đi đến những quán nhậu, những người đàng hoàng tử tế, người ta rất sợ đi đến những quán nhậu. Vì khi một cái quán nhậu nó nhậu lên á, thì cái si này nó không, và cái lời nói nó không kiểm soát được, bởi vì thiện thiện trí nó không thể phát sanh được. Mà nơi đây đó, khi si nó phát sanh lên rồi đó, thì chỉ có tiếng nói của tham dục và sân hận mà thôi, không có cái tiếng nói nào khác nữa cả. Khi mà thầy sư cô đi với cái nhóm thợ thì cái nhóm này đến đó sẽ ăn tiệc, thì trước khi mà đi vào cái bàn tiệc, sư cô nói là các chú nên ăn uống cho đầy đủ, ăn cho đầy đủ, còn uống thì phải biết kiềm chế. Nhưng mà khi ra về thì có hai người là không kiềm chế được, và sau đó là nghỉ rồi. Thì khi mà trở vào ấy, sư cô có nói là trước khi các chú đi, sư cô đã nói rồi, tại sao lại làm cho mình đó là mất hết cái sự tự chủ gì? Thì một chú mới nói thế này: nghe sư cô dặn con biết chứ, nhưng mà anh em nó khích quá, chịu không nổi, cho nên là bùng lên, rồi cuối cùng là nó phải bị vậy. Thì sư cô nói chú nhìn kỹ rồi, nó có khích cho cái tài năng của chú phát sanh lên, hay là nó thích cho cái sự ngu muội mình phát sanh lên theo ngã mạn. Nó nuôi dưỡng một cái pháp nó gọi là tham ngã mạn. Vì vì cái tà kiến trong tâm của mình hiểu sai, cho nên càng uống càng ngu, càng bị thích để trở thành anh hùng rơm như vậy đó, là nó đưa đến tận cái đỉnh của sự ngu muội. Người ta nói đàn ông có phước và có trí tuệ, nhưng mà ngồi vô trong cái bàn nhậu rồi đó thì đã trở thành là cái người cực kỳ ngu muội, và chỉ khích nhau để tăng thêm cái sự ngu muội đó để cười chơi. Rồi khi ra thì lột trần lột trường, đi cũng như con vật mà không ý thức, và làm cho cái người vợ của mình nó khinh bỉ. Nhiều lần như vậy ta nghĩ ta sống như súc sinh, nó còn hạ tiện hơn súc sinh. Vì súc sinh nó biết ăn và uống để tốt cho cơ thể, còn người này thấp hơn súc sinh. Tại sao phải sống với những cái hạng người mà mình biết chắc con đường thoái đổi của nó, lại còn gắn một cái duyên đó để làm gì? Những người nào muốn thoái đổi thì mới gieo cái duyên với những người này lâu dài, còn không phải tỉnh ngộ. Vì cái ứng xử có hai loại người mà chúng ta phải sợ. Cái loại người thứ nhất là loại người điên. Cái loại người điên nó không có trí, nó chỉ thuần là cái sự ngu si ở đây và sự xuẩn động ở đây thôi. Đó là cái người điên. Cái người thứ hai mà chúng ta phải sợ đó là cái người sai, vì nó y chang như vậy, không có sai cả. Và cái con đường tái sanh của nó, nếu nó là người đàng hoàng tử tế, một người tốt, con đường tái sanh của nó sẽ đi vào cái chỗ nó tái sanh rồi nó đần độn, nó sẽ đi vào trong cái chỗ bệnh viện thần kinh sống. Chúng ta đi kết duyên để mà gánh vác sao? Nên quý vị thấy cái người lịch sự đó, những người phương Tây thì vẫn uống rượu chứ, nhưng mà phần lớn đó, người ta mời mình là phép lịch sự, ta mời rượu thôi, chứ không bao giờ ép. Còn những cái kẻ làm nô lệ cho sự ngã mạn của mình, nô lệ cho sự đần độn của mình, thì người ta khích bác nhau, người ta tìm bằng mọi giá mọi cách để đổ cái độc dược vào trong người, nhưng mà người ta lại thích thú làm công chuyện đó, để rồi cuối cùng nó không kiềm chế được, và tất cả nó chỉ nằm trong cái hoạt cảnh này. Và chúng ta nuôi lớn dậy một cái dòng
nghiệp xấu trong cái đời sống tâm linh. Nó một cái con kênh nước đen, bây giờ nó lại tràn lên cái sự đen đúa và sự hôi hám. Và nó kích động không biết bao nhiêu kiếp. Bởi vì khi đó, tất cả những cái hệ thần kinh chúng ta đã nhướng, sư cô gọi là nó ngâm tẩm trong cái hũ rượu, nó suy nhược và nó run rẩy. Sao học được? Sao thành một cái người bình thường được? Sự thông minh nằm trong hai chỗ. Thứ nhất, người ta có thể học được, người ta có thể làm việc giỏi được. Cái thứ hai, người ta không học được nhưng người ta làm rất giỏi. Người ta thiếu cái phước để học chữ nghĩa, nhưng người ta có cái phước về trí thông minh, lý qua công việc, biết làm và rất giỏi. Đó là trí thông minh. Thì những cái người mà do cái thọ hưởng dục lạc của mình á, để cho cái si và cái tham, cái si và cái sân khởi lên á, thì họ làm cho những cái đó bị xóa nhòa, bị che khuất hết, không biết bao giờ khởi lên. Đừng tưởng ngày hôm nay cái sắc thân này chúng ta làm cho cái hệ thần kinh chúng ta muội lượt run rẩy đây, mà khi tái sanh chúng ta có một hệ thần kinh tốt hơn, không có. Vì tâm mà tâm đấy, khi nó si mê rồi thì nó bắt đầu nó nói vậy, nó về nó đánh nó chết, ác nghiệp nó tạo ra. Và cái những cái tham dục thấp hèn của nó sẽ khởi lên đó, nó thua cả một con vật. Cho nên khi con người ta nô lệ vào trong cái dục vọng của mình thì ta thấp kém hơn loài súc sinh. Chỉ có những cái loài vật đó, khi nó sinh ra làm loài vật nhưng mà cái đời sống của nó rất là đàng hoàng. Như chúng ta nói là mấy cái người làm đám cưới thiêu trên cái áo mềm, cái áo gối của mình là cái đôi uyên ương. Bởi vì sao? Vì nó chung thủy với nhau, nó không có tà dâm. Nhưng con người ta khi rượu vào, khi dục lạc vào thì tà dâm, ác với nhau, cực ác đối với nhau. Nó chỉ ra cái con đường trong thấy rõ. Và cái điểm thứ hai trong cái lỗ ý môn là cảnh của lỗ ý môn á, là cảnh ở trong tâm. Đó là cái cảnh quan, đó là cảnh nội, tức là cảnh ở trong tâm. Và bây giờ chúng ta nói một cái này nữa để chúng ta phân biệt cảnh của lỗ ngũ á. Như nãy chúng ta nói, nó là cái cảnh ngoại, cái cảnh ở bên ngoài, nó không ở trong tâm, cảnh ở bên ngoài. Và cái cảnh này là cảnh hiện tại, nhưng mà cái cảnh này nó nằm trên cái diện rộng, diện rộng. Còn cái cảnh của lỗ ý á, nó là cảnh nội, cái cảnh ở bên trong, và nó đi vào cái chiều sâu. Cái đó khác nhau. Chút nữa chúng ta sẽ học tới cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy rõ, thì chúng ta nắm những cái điểm chính đó. Cái phần thứ hai chúng ta là nhân sinh lỗ ý, nó là một cái phần mà chúng ta đã gọi là nó tạo lại cái cảnh đã từng thấy. Thứ nhất là biết cho tôi cái thứ nhất. Như chúng ta biết thế này, cái cảnh pháp này đó, cảnh pháp này là nó có thể nhớ lại những cái nó gọi là trạo lại cảnh ngủ. Và cái này chúng ta học rồi, ví dụ như là cái sắc cảnh sắc đó, thì chúng ta có cái thứ nhất là nếu mà cái cảnh của mắt á, thì chúng ta sẽ có cái dư ảnh.
cạnh của tai thì chúng ta có dư âm, cạnh của mũi chúng ta có dư hương, cạnh của lưỡi chúng ta có dư vị, cạnh của xúc chúng ta có dư xúc. Nói theo ngôn ngữ đời thường đó, tức là cái năm cái cảnh này khi cắt răng chúng ta mắc và đã có xử lý của nó trên cái lộ ngũ rồi đó, thì nó còn động lại, còn động lại, nó còn ghi nhận lại để chúng ta đây có thể nhớ lại, thì nó mới gọi là những cái dư. Vì vậy những cái gì mà chúng ta đã từng thấy rồi, bây giờ trong tâm chúng ta thấy lại, thì cái đó nó gọi là dikkhato. Thấy lại cái đã thấy, hoặc là nhớ lại cái đã thấy. Hay nói rõ hơn là hồi tưởng cái đã thấy. Như vậy nó nằm trong sở hữu tưởng. Hồi tưởng cái đã thấy. Thấy rồi nay trở lại. Như vậy chúng ta sẽ thấy thế này. Tất cả những gì mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chúng ta đó, thì nó tiếp xúc cái cảnh đó rồi, và nó có cái sự ứng xử này rồi đó, là hiện tại nó đã đi qua rồi. Nhưng mà tất cả những cái gì chúng ta đã ứng xử nó còn động lại. Mà nó ghi ở đâu? Nó ghi trong sở hữu tưởng. Xúc thọ tưởng ghi trong sở hữu tưởng. Nó ghi nhận. Và như vậy đó, trong cái hoạt động, trong cái đời sống nội tâm chúng ta, là chúng ta có cái khả năng nhớ lại. Nhớ lại những cái gì đã qua rồi. Thì cái đó nó gọi là hồi tưởng. Bây giờ đó, những cái người mà sống theo cái chủ nghĩa thực dụng, người ta suy nghĩ. Bây giờ nếu mình cần đi nước ngoài đó thì làm mà giấy tờ giả tốn tiền quá, ưng thiệt rồi qua bên đó thấy ông họp bỏ, không ăn nhầm gì hết. Trai gái bây giờ lớn lên cũng vậy, dẫn nhau đi sống chung được không được, ở được bỏ, không nghĩa lý gì hết, làm người khác không có giá trị gì hết. Nếu chúng ta học về cái này, chúng ta thấy rằng chuyện mình nói rằng mình có thể dứt bỏ được, mình có thể cắt đứt được, mình có thể xóa được vì lợi nhuận của mình, vì sở thích của mình. Nhưng trong tâm tưởng của mình nó còn giữ đấy. Cái vấn đề mình sẽ xử lý với nó là sao? Cho nên người ta đóng cái đinh rồi đó, người ta nhổ được cái đinh ra, nhưng mà cái dấu vết đó không có sao. Cho nên đình tưởng á, mình cứ đi một cái sự tính toán về kinh tế, về lợi nhuận của mình đó, đó là sự khôn ngoan, không phải. Đó là hoạt động của sự xảo quyệt của tâm ta. Đó là phát bất thiện trong tâm ta để làm lớn dậy những cái hậu quả mà ta phải nhận sau này. Đừng có quá tin vào những cái điều y học nói. Y học nói như thế này: khi mà một ngày tuổi của thai nhi nó chỉ là một cái giọt máu cực nhỏ, không có giá trị gì hết, cho nên đó không phải là phá thai, mà đó là điều hòa kinh nguyệt, không có phạm cái gì hết. Nhưng làm đi rồi biết có hay không, hãy chờ đấy. 100% không thoát được. Vì trong cái tâm linh đó, thì chúng ta cũng đã học được, khi mà cái người nam và cái người nữ đó mà gần gũi nhau, thì đây á là cái noãn này, đây là tinh trùng đây. Khi mà tinh cha và huyết mẹ kết hợp với nhau thì nó phải có cái hương ấm, cái dâm linh, và cả ba yếu tố này phối hợp lại thì nó mới đậu thai, nó thành cái thai. Khi nó thành cái thai vậy đó, là nó chưa tới 17 sắc ra đâu,
mà nó chỉ mới có 14 sát na là nó đã bắt đầu máy động. Chúng ta nhớ nhé, một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na sanh diệt thì chưa tới một giây. Cái sự sống của cái vong linh này là nó kết hợp trong tinh cha huyết mẹ để tạo ra một cái sắc thân mới trong cái kiếp sống mới của nó đã đỉnh hình rồi. Cho nên nó bán tất cả những gì đã trải qua trong lộ ngũ chúng ta, nó đều ghi nhận lại trong sở hữu tưởng, và giờ đây lộ ý có thể khởi sanh. Nó là luật. Làm sao chúng ta ra? Hai bà nó đã bám vào đấy rồi. Cái vong linh này nó đã phối hợp rồi để nó tạo tạc lên cái sắc thân này rồi. Nó bám lấy đó. Còn nó đi đâu bây giờ? Nó đi đây, nó nằm trên vai của mẹ nó đây. Nó bám trên vai của cha nó đây. Nó bám trên vai tất cả những người nào nói cái lời giết nó. Chúng ta nói không có. Chúng ta nói y học nói vậy, luật pháp cho phép vậy, làm đi. Rồi sẽ thấy cái đích thực của cái hoạt động trong cái đời sống tâm linh lẫn cái sắc pháp này nó ra sao. Làm đi rồi trải nghiệm những cái điều này. Còn khi nào người ta không trải nghiệm thì người ta cứ đi trong ác nghiệp. Vì vậy nhiều lần sư cô nói này, tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta hãy học đó là cái bài sống, một cái bài học về đời sống tâm linh thì chúng ta tiến qua. Còn ngày nào chúng ta không học từ đó, những cái bài học về tâm linh của chúng ta không thể nói cái sự tiến qua, mà nói đến cái sự trì trệ. Tất cả nó đi trong tham dục của chúng ta, đi trong cái si mê của chúng ta. Tưởng ngày hôm nay mình có cái địa vị cao, mình có tiền bạc nhiều, mình có nhà cửa sơn son, được tất cả những thứ trong tay này là tất cả. Tất cả ở thế gian, tất cả ở luân hồi, nhưng không có tất cả trong tiến hóa tâm linh. Tất cả trong tiến hóa của tâm linh nằm trong cái pháp thiện và thiện trí. Còn để cho tất cả những cái thứ mà chúng ta thành tựu trên thế gian này mà nó phải đi bằng con đường quanh co của tâm mình đó, thì tất cả những cái thứ đó chỉ là để mua vé đi xuống con đường phải đó mà thôi, chứ không mua được một cái gì. Những cái cảm thọ khi chúng ta học và chúng ta tu tập, chúng ta sẽ thấy nó đi qua rất nhanh. Nhưng cái gì nó làm cho ở lại với mình chính là sự níu kéo của tâm thân, chính là sự si mê trong lòng mình. Mình đã ôm giữ nó tất cả, nhưng mình ngỡ ra đó là hạnh phúc của mình, cho nên mình đã điên cuồng trong cái đời sống này để cho cái sự náo loạn trong tâm mình này, để mà chúng ta có thể thành tựu được những cái thứ mà thế gian người ta ca tụng. Nhưng cái đời sống tâm linh của mình đó là mình cắt từng phần bán cho quỷ để được những cái thứ vật chất, mà khi đời sống chúng ta thiết lại rồi thì tất cả là trôi hết, không còn gì cả. Còn lại cái gì? Còn lại là cái dòng nghiệp của chúng ta mà thôi. Hồi nãy chúng ta nói cái phần thứ nhất là Đức Thoa Tố, có nghĩa là mình thấy lại cái đã thấy. Bây giờ cái phần thứ hai là Đức Thoa Sam Tham Đa Tố. Ở đây cũng là thấy nhưng mà liên tưởng. Ở đây tức là liên tưởng đến cảnh tượng mà mình đã từng thấy, nên liên tưởng đến cảnh tương tự đã từng thấy. Liên tưởng, ta nhớ con thứ này, và nó bao giờ nó cũng có cảnh hiện tại. Tức là cảnh hiện tại nó nối kết với cảnh quá khứ.
công thức nó đi đến điểm. Ví dụ bây giờ mình đến một cái khu phố này, mình thấy người ta trồng một cái hàng me, rồi trồng một cái cây bên vệ đường, hoặc là cái hàng dương chẳng hạn. Mình thấy cái cảnh này mình nhớ là ở quê nhà của mình, cái đường đi vô cái xóm làng mình đó, có những cái khúc người ta trồng dương rất là đẹp, có những khúc người ta trồng me. Vì vậy thấy cái cảnh này liên tưởng cảnh đó. Từ từ cái liên tưởng đó nó còn đi xa hơn nữa, là mình thấy mình hồi nhỏ mình chơi với cái gốc dương nó như thế này. Rồi đó mấy đứa xúm nhau mới đi lấy đồ, mới trèo đi hái me ăn ra sao chẳng hạn. Vậy thì tất cả những cái cảnh cũ mà nó có liên quan đến cái đó, nó vẫn có thể sống lại được. Cho nên là thấy cảnh hiện tại này mà nhớ đến cái cảnh tương tự đã từng xảy ra, và cũng có thể đi xa hơn nữa, từ cái này nó kết với kia, từ kia nó kết với cái này, để đi lại. Nó là một cái đường dây nối để nó làm sống lại những cái gì đã đi qua. Nhớ là cái dòng sở hữu tưởng của chúng ta đó, chúng ta nhìn đây, tưởng đây, chúng ta nhìn đây, xúc thọ tưởng đây, chúng ta nhìn con số 121. Thì như vậy nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tưởng này à, nó sẽ xuất hiện trong 121 tầng. Xuất hiện thật. Cho nên sao? Cho nên là cái khi mà cái Đức Phật đó, một cái vị mà gọi là đấng toàn giác đó, trong cái hiện kiếp này là đang ở cái cõi dục này, nhưng vị này có thể đi về cái quá khứ mà đi luôn cái vô lượng kiếp này. Và thấy rất rõ mỗi một kiếp như vậy đó, mình sinh ra cha mẹ là ai, nhà cửa thế nào, bản thân mình là ai, sống sao, đã từng có gia đình, đã từng làm những cái việc gì, nhớ rất là rõ. Như vậy nó in ở đâu? Nó in trong cái sở hữu tưởng. Và chúng ta có thể đi về quá khứ. Và bây giờ hàng ngày, hàng phút, hàng giây, cái khả năng chúng ta đi về quá khứ là cái khả năng tự nhiên. Ở khi mình ngồi vậy nó chợt nhớ, chứ không phải mình muốn khiêu gợi về để nhớ. Như vậy chúng ta có khả năng đi về quá khứ. Nhưng mà cái khả năng của chúng ta đây á là nó bất chợt, và nó đó chỉ có thể bắt được những cái gì mà theo nó bắt thôi. Còn cái người ta tu thành tựu để cho nó có cái gọi là cái thần thông đó, thì người ta có thể điều khiển nó đi theo trình tự. Người ta muốn nhớ cái gì người ta nhớ, giống như người ta lật ra từng trang, và cái khả năng người ta có thể đọc kỹ được thôi. Còn hiện tại đó là cái tưởng của mình nó hoạt động á, thì mình không có khả năng lập từ trên. Nhưng mà cái khả năng về hồi tưởng, cái khả năng đi trở về quá khứ mình có. Và cái này cũng liên quan tới lần trước mà cô giảng như vậy, sư cô có nói này. Là khi mình luyện cho cái tưởng của mình nó đi vào tưởng đúng, thì bao giờ mình cũng phải có cái sự lập đi lập lại. Và luôn luôn phải đặt cái sự chính xác lên hàng đầu. Và trong cái phép, tức là cái phương pháp mà người ta luyện đó, để người ta có thể đi trở về quá khứ đó, là cái phương pháp đó là hàng ngày trong cái đời sống đó, khi người ta làm cái gì người ta nhớ như in nó. Và trong cái trước cái giờ mà mình đi nghỉ ngơi đó, chẳng hạn, thì mình sẽ nhớ rõ là từ sáng cho tới giờ đó, những chuyện nổi cộm nhất mình làm cái gì. Còn khi mà tu tập đó, ví dụ giờ mình được cái phước mà mình ngồi một chỗ mình tu thiền chẳng hạn, một ngày mình được 4 cái thời thiền, 5 cái thời thiền, thì bao giờ cũng nghĩ là mỗi một cái thời để mình phải nhớ rõ là trong tâm mình đã đi qua những cái chặng đường. Và khi người ta luyện như vậy thì với thời gian người ta có thể đi trên cái sở hữu tưởng. Đó là cái khả năng mà ai cũng có thể có được, chỉ có khác nhau đó, người khổ luyện thì có được, người chưa có khổ luyện thì chưa có được. Và nó phải cực kỳ kiên trì. Cho nên mình có thể trong cái đời này mình có thể luyện được đó, để cho cái sở hữu tưởng mình đó, khi mình nghe cái điều gì, mình đọc cái điều gì, mình nắm được chính xác.
Và cái đó trong cái pháp thế gian á, người ta gọi cái người đó là người thông minh. Và cái tưởng đúng này nè thì nó luôn luôn gần với cái thiện. Còn cái tưởng mà nó sai nó không gần với cái thiện. Sáng nay sư cô đọc trong cái tờ sức khỏe nó có nói về cái vấn đề cái bộ não của người ta. Khi người ta nói dối á, người ta nói dối lần thứ nhất á, thì cái khả năng mà nó phản ứng nó mạnh. Người ta nói dối lần thứ hai, thứ ba rồi thì nói dối nhiều lần như vậy thì cái khả năng phản ứng nó mất. Nhưng mà trong đó nó không có giải thích được. Nhưng mà khi sư cô đọc tới đó thì sư cô biết rõ thế này. Là khi người ta nói dối đó, nó thuộc về cái pháp bất thiện đây. Bởi vì cái nói dối nó có thể phát xuất từ cái tâm tham, có thể phát xuất từ tâm sân. Tâm tham là mình muốn che mắt người ta, muốn lừa người ta cho nên là mình nói dối. Có khi mình ghét người ta, mình nói dối để đánh lừa người ta chơi. Thì hai cái đó nó hoạt động trong tham và tâm sân. Và khi mà mình nói dối như vậy đó, thì do cái phước của mình đó, là cái pháp thiện và cái tạo thiện trí trong tâm này, nó khiến cho mình thấy là mình có ý dối, mình đang nói dối. Thì cái pháp này là khi mà cái pháp thiện và pháp bất thiện nó, khi nó phát sinh vậy đó, thì nó làm rung chuyển những cái pháp bất thiện này. Và nó có thể đình chỉ pháp bất thiện này. Nhưng người ta tiếp tục như vậy đó, thì cái pháp bất thiện này nó mạnh lên, mà pháp thiện nó sẽ yếu xuống, cho nên cuối cùng rồi đó, nói láo như thiệt. Nói láo trở thành bản chất của người này. Và như vậy pháp bất thiện đang trùm phủ trong cái đời sống này. Và có thói quen nói láo. Thì thấy một cái vị thiền sư mà hiện nay còn sống và rất là nổi tiếng ở Miến Điện là Ngài Ujo Tika. Ngài sinh ra cái tôn giáo chánh thống của gia đình của Ngài là Hồi giáo. Thì Ngài chỉ có một cái điều không thể chịu đựng được trong cái nhà đó. Còn ngoài ra cái gì cũng tốt hết, tại vì gia đình của Ngài rất dịp. Và ở cái xứ Miến Điện vậy mà nuôi cái đứa con mình đi qua Anh du học, nó không phải là đơn giản đâu. Gia đình rất là giàu có, mà người ăn kẻ ở. Nhưng mà cái gia đình nó có một cái đặc điểm không thể chịu đựng được, là từ người lớn tới người nhỏ, từ người chủ tới người đầy tớ đều nói láo vui vẻ. Không nói láo mới là lạ, còn nói láo thì chuyện đương nhiên. Khi mà Ngài rơi vào cái chỗ đó, Ngài mới ngẩn ngơ ra, Ngài nói tại sao Ngài phải nói láo. Và từ cái chỗ đó Ngài mới đi tìm cái sự thật, và Ngài đến với đạo Phật, và bây giờ trở thành cái thiền sư rất là nổi tiếng. Nhà nước đã cấp cho Ngài một cái khu rừng 5 mẫu. Ngài chỉ tiếp những người đến để mà học hỏi với Ngài đó, một tuần chỉ tiếp một khúc. Những ngày khác mà không có tiếp khách, cũng không có mở thiền đường. Ngài chỉ là giảng dạy. Chỉ là nói. Thì những cái pháp bất thiền đó, khi mà nó đã trở thành quen thuộc rồi, thì nó trở thành là cái thánh bổn ác của người này rồi, làm sao mà nó còn phản ứng được. Còn phản ứng là con có phước. Thường thường đó là cái thiện đó, mình nó mạnh đó, thì trước những cái điều xấu ác đó, nó làm cho mình chần chừ, nó làm cho dao động, nó làm cho bất an, thì đó là phước mạnh. Còn khi nào mình nói láo, mình làm sai, mình làm điều ác mà thấy bình thường không có gì hết đó, là đó là nguyên rồi. Tại vì nó quá mạnh nó trong tâm, nó trở thành một cái, nó gọi là giống như là bình thường, có những này tàm quý không xuất hiện. Cho nên cái người mà có cái phước thiện và thiện trí thì tàm quý xuất hiện, còn cái người đó không có tàm quý. Cho nên nói láo, ăn trộm, ăn cắp, lừa đảo lấy của người ta tự nhiên hết sức. Không có gì phải ai nói, không có gì phải băn khoăn. Không làm mới là lạ, làm là chuyện bình thường. Vì tầm quý không còn, suy quá nặng. Và những người đó chỉ tiến tới trên cái con đường mà coi như là nguy hại của mình thôi, chứ không có được tự động.
đó là những cái điều mà khi mà khoa học người ta khám phá ra thì chỉ thấy những cái phản ứng thuộc về não mà thôi. Ta không hiểu sao khi nó dối lần thứ nhất thì cái sự rung động, cái sự phản ứng trong não nó xảy ra, lần thứ hai nó yếu hơn lần thứ ba, lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến một cái giai đoạn nào đó thì cái sự phản ứng của nó hầu như là nó như là một cái cọng tơ rất là mỏng manh, không có gì. Đấy, nó là giữa cái cường lực của cái phát hiện và phát bất thiện ở trong tâm của mình mà thôi. Vì vậy cái liên tưởng đây thì tôi nói như cô có nói là nó nối kết giữa một cái cảnh hiện tại và những cái quá khứ mình đã thấy. Như vậy đây là một cái cặp nó đi với nhau, cái cặp hồi tưởng và liên tưởng mà thuộc về thấy. Đây là thấy. Thì cái thứ nhất này nó đi trong cái hồi tưởng, còn cái thứ hai này đi trong liên tưởng. Hai cái này đi, đó là cái cặp thứ nhất. Như vậy cái hoạt động này vẫn là hoạt động của sở hữu tưởng. Số 1, số 2 này là hoạt động của sở hữu tưởng. Mình đừng có coi thường đó cái sự không chính xác này. Cái này quý vị có đi vào cái rèn luyện rồi quý vị. Mình phải tập chưa chính xác, chưa chấp nhận. Thì lần lần nó sẽ phát sinh cái gì? Nó phát sinh mình có niềm tin cho mình. Ví dụ bây giờ mình ghi cái câu đó, cái nghĩa của chữ đó mình biết chính xác mới ghi, chưa chính xác chưa ghi. Thì sau này khi mình đọc lại đó mình biết chắc chắn, không có gì bàn cãi nữa hết. Thì trước khi mình đặt bút viết xuống mình đã nghiên cứu đầy đủ rồi, không còn có cái gì nữa hết trơn. Trừ khi mình có tài liệu mới thì mình mới phải suy gẫm thêm thôi. Còn nếu như tất cả những tài liệu có mặt ở đây rồi mà mình đã đặt bút viết xuống rồi là không có gì. Và cái đời sống luôn luôn vậy, mình làm bất cứ cái chuyện gì cũng vậy, phải tiếp cận với sự chính xác, tiếp cận với sự đúng đắn, tiếp cận với sự tốt đẹp. Nó gọi là tiếp cận với chân thiện mỹ. Chúng ta cứ đi cái con đường đó, nó sẽ hình thành một cái thói quen. Và nó làm cho cái năng lượng mà trong cái phát hiện và cái phát hiện trí của mình đây đó, nó luôn luôn mạnh mẽ trong tâm. Và cái sự mạnh mẽ này, nó là một cái lực để mà khi những cái pháp bất thiện nó khởi lên á thì tự nó sẽ có một cái năng lực để mà nó ngừng. Cho nên có người á, người ta nói như thế này, người ta rủ làm cái chuyện đó mà sao nghĩ đến lúc mình làm nó sao thấy trong cái lương tâm của mình nó không có yên. À, đó chính là cái phước báu của người này, là cái thiện và thiện trí của người này rất là mạnh. Cho nên khi những cái pháp bất thiện muốn khởi lên á thì nó cái năng lực của cái pháp thiện và pháp bất thiện mà nó làm cho những cái pháp bất thiện phải run rẩy, bị suy yếu đi, để không có thể khởi lên được. Cho nên là tự mình phải rèn luyện. Làm cái gì? Cố gắng làm cho chính xác, cố gắng làm cho đàng hoàng, cho đúng đắn. Nói cái gì, viết cái gì ra, nói với ai cái điều gì thì phải luôn luôn có một cái sự thận trọng và đòi hỏi sự chính xác. Sau này mà mình có sai đó, mình cũng sẽ xác nhận rõ ràng và mình có thể giải thích tại sao mình nói cái điều đó trong cái thời điểm đó, chứ không phải nói từ chối. Mình xác định rằng thời điểm đó mình nói cái điều đó bởi vì cái khả năng tiếp nhận mình tới đây, chứ mình không hề có một cái sự là coi như là dối gạt ai. Và không có phải là đem những cái điều mà bản thân mình chưa xác tính để mà mình mà mặc người ta, không có phải gì. Nên đây là một cái rèn luyện. Nếu mình muốn có cái trí thông minh ở thế gian, nếu mình muốn có cái trí tuệ về tâm linh, thì con đường tiếp cận sự chính xác là con đường đúng. Vì đó là chúng ta rèn luyện cho cái sở hữu tưởng của chúng ta đi về cái đúng. Và lạ lùng như thế này, khi mà chúng ta làm được cái điều này á, chúng ta sẽ thấy là trong cái tâm của chúng ta đó, cái quan giả của nó là nó luôn luôn có một cái thái độ phản. Cho nên người ta nói rằng này, mình phải xỉa ra một chút mới được.
nhất là cái người Việt Nam. Tại sao vậy? Người Việt Nam đó là đằng đẵng bị nô lệ, bị xâm chiếm, bị đối xử là người ta sẽ tàn ác với mình, ta sẽ bóc lột mình, cho nên là không có nói thật đâu. Với lại là không có nói, người ta nói là nghe liền đâu. À, phải có cái phản ứng lại trước rồi mới nói sao. Quý vị để yếu gì sẽ thấy có những người, người ta chưa biết đúng sai phản ứng cái đã. Đẩy ra cái đã rồi nó tính. Cái đó là sự bất hạnh của mình. Cho nên mình không biết được cái hoạt động của sở hữu tưởng là thuận dòng trước, tức là ghi nhận cho chính xác. Sau khi chính xác rồi đó, mới dùng cái vốn hiểu biết của mình để xem xét trở lại, chừng đó hãy phản. Chị hiểu gì chứ? Cho nên ta vừa nói cái này mình xẻo qua kia, nói cái kia mình xẻo qua cái nọ, là mình làm cho cái sở hữu tưởng của mình đó, nó không đi vào cái con đường chính xác được. Nhớ vậy, phải thuận dòng. Và như vậy chúng ta sẽ dạy được cho cái tâm của chúng ta nó mềm mại, nó biết chấp nhận. Nó biết tiếp nhận và chấp nhận những cái gì xảy đến cho nó. Và rồi sau đó nó sẽ xem xét lại những vấn đề này để nó xử lý tốt nhất cho nó. Còn nếu không, chúng ta đây sẽ có những cái phản ứng đầy cái tính chất cảm xúc. Nó hiện rõ lên những cái cảm xúc thuộc về cái dòng nghiệp của quá khứ. Chúng ta bị những cảm xúc của dòng nghiệp quá khứ áp đảo trong cái đời sống hiện tại của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ đi bằng cái con đường cảm xúc đầu tiên và nó sẽ chiếm lĩnh toàn bộ này. Vì chúng ta đây không có tiếp nhận và cũng không chấp nhận những gì xảy ra cho mình. Chúng ta luôn luôn phản ứng. Chúng ta làm, luôn luôn làm cho thiên lệch. Cho nên cái phước mình sinh ra trong một cái đất nước mà chiến tranh hiếm hoi, trong một cái đất nước mà người ta dẫu theo tôn giáo nào đó, thì mình vẫn thấy rõ năm giới người ta rất là tốt đẹp. Bởi vì đây là chân lý về tâm linh. Chứ chúng ta không nói tôn giáo A, tôn giáo B, tôn giáo C. Người không có tôn giáo, người có khác tôn giáo với mình, mà cái chân lý về tâm linh trong năm giới người ta gìn giữ được là tốt đó. Nếu không, mình sinh ra trong một cái đất nước, một cái cộng đồng mà cái đau khổ vì chiến tranh, đau khổ vì bị xâm lăng, bị nô lệ, đau khổ vì bị nội chiến, đau khổ vì ma quỷ nó đội lốt người để cho tất cả những cái pháp mà thuộc về tham sân đây nó hoành hành trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta đây cũng tham gia vào bằng cách chúng ta phản ứng. Không chịu đựng được, bực bội, khó chịu, bất an, tất cả những cái đó nó hình thành ra đó một cái luồng khí độc, nó làm cho nó quế nhiễm trùng khắp trong cái đời sống tâm linh. Và chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy tai nạn về giao thông rất nhiều. Chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy người ta giết nhau vô cớ rất nhiều. Hoặc là cớ rất nhỏ người ta vẫn có thể giết nhau, người ta có thể làm thương tổn nhau được. Chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy người nào cũng như cái lò lửa đụng tới là nổi đâu. Đó là cái hậu quả. Chúng ta bị đưa vào trong một cái lò. Dẫu chúng ta có ở trên cái quai chảo thì nó cũng có hừng hực một cái hơi nóng. Còn đốt ở dưới lòng chảo rồi đó thì co rúm lại và để mà khóc thét lên, để mà phản ứng dung đạp bằng mọi giá mọi cách để mà tồn tại. Cái quy luật của nó là đi như thế. Như vậy là chúng ta đi trong cái phần của sở hữu tưởng. Bây giờ chúng ta đi một cặp nữa rồi nghỉ. Một cặp nữa nó cũng là nằm trong cái sở hữu tưởng. Nhưng mà hồi nãy đó, là chúng ta nói cái thấy, bây giờ chúng ta nói cái nghe. Cái này là nghe lại. Mình sẽ giảng tiếp. Cái số 4 này đó. Das Sutta Sam
bàn bàn nha. Cái này cũng là liên tưởng, nhưng mà do nghe. Hai cái này đó là hồi nãy là cái thấy và cái nghe. Cái số 3 này là hồi tưởng, do nghe. Còn số 4 này là liên tưởng, cũng do nghe. Và tất cả cái này, cái hoạt động này là sở hữu tưởng. Cắt nó đi định nghĩa, nó đi một cặp nữa nha. Là do mình nghe lại. Ví dụ như có khi mình ngồi một mình vậy, khi nhớ lại cái tiếng mà mẹ mình ru, tiếng mẹ mình hát khi mình còn nhỏ, chẳng hạn như tiếng nó sống lại. Hoặc là những người tu niệm Phật, bây giờ người ta ngồi yên vậy, ta nghe tiếng niệm Phật. Những người trì kinh, người ta ngồi vậy, ta nghe cái tiếng tụng kinh. Thì cái đó là nghe lại, trạo lại cái mình đã nghe rồi. Trong cái nghe này đó, trong cái thấy này nó cũng có phước chứ cũng có phước đâu. Mình thấy lại những cái cảnh mà nó làm cho cái tâm mình mát mẻ, nhẹ nhàng, thì cái đó là cái phước đây là. Còn có những người đó là nghe lại những cái điều mà người ta đã khuấy động cái tâm mình bằng những lời nói khó nghe. Nay mình không quên được những lời nói khó nghe đó, cho nên mình cứ nhớ lại hoài. Hoặc là mình thấy những cái điều mà nó trái tai gai mắt, mình cứ thấy lại hoài. Thì cái đó là cái không có phước. Cho nên mình thấy lại, mình nghe lại, mà tất cả những cảnh thấy, những cái cảnh nghe đó đều đem lại cho cái tâm mình có cái sự bình an là phước lớn. Cho nên nhớ là khi chúng ta tạo tác một cái gì thì nó đều ghi nhận lại hết. Thì nếu như mình nói như vậy thì tất cả những gì ghi nhận lại đó, thì bây giờ đó mình nhớ lại thì phải nhớ đúng vậy chứ sao. Mình nghe lại thì phải nghe đúng vậy chứ sao. Thì bây giờ sao nói phước báo chứ không phước báo. Phước báo chứ không phước báo mà nghe lại là có hai trường hợp vậy. Trường hợp là cái tâm mình nó thấy lại, cái tâm mình nghe lại, nhưng cái phước của mình là thấy lại, nghe lại những cảnh tốt. Yeah. Trường hợp thứ hai mà nó là phước nữa là mình nghe lại, thấy lại, nhưng mà biết rất rõ rằng dẫu đây là cảnh xấu thì mình sẽ nhận ra đây những điều mình nên tránh. Nếu đây là cảnh tốt thì mình nhận ra phải làm cái gì tốt. Thì cái đó, thì mỗi một cái cảnh khi nó trở lại đó, để cho mình thấy, mình nghe, nó đều là một cái đề mục thì mình mới thoát. Còn nếu không á, là chúng ta như con ngựa quan giả, và như vậy là nó muốn đi đâu, nó muốn làm gì đó, thì là coi như không có một cái gì để mà có định hướng đó. Cái đó không phải là phước báo. Như vậy trong cái phần mà gọi là nghe lại thì nãy sư cô có nói là ví dụ như một người ta tu niệm Phật thì ta ngồi yên một mình là ta nghe cái tiếng niệm Phật, hoặc là trong đầu hoặc là trong tay. Mình trì kinh cũng vậy. Hoặc là mình thường đọc sách, mình nhắm mắt lại là mình thấy những cái dòng chữ. Mình thấy những cái lời hay ý đẹp ở chỗ đó. Thì đó là cái phần mà chúng ta nghe lại, thấy lại. Còn liên tưởng, liên tưởng thì nó bao giờ cũng vậy, cái công thức của nó là hiện tại nó nối kết với cái quá khứ. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, mình nghe người ta nói đến Ấn Độ thì mình nhớ ngay đến là các thánh tích, mình nhớ ngay đến Đức Phật chẳng hạn vậy. Thì cái đó là cái mà mình nghe cái này mình liên tưởng vào cái kia. Thì cái sự liên tưởng này nó cũng chịu cái sự chi phối của hai cái luồng nghiệp nó chảy ở trong tâm của mình. Nhớ là luôn luôn như vậy. Để mỗi lần nó khởi lên như vậy á, là chúng ta cần phải thấy biết. Và cái thấy biết này đó chính là cái trí tuệ hàng thứ ba, nó gọi là trí tuệ. Lần lần chúng ta sẽ mở ra để chúng ta thấy là cái pháp thiền Vipassana
là không phải chỉ xuất hiện trong lúc chúng ta ngồi thiền, mà tất cả những gì xảy ra trong đời sống chúng ta mà chúng ta đều có thể thấy biết rõ ràng như vậy, thì cái đó chính là cái mà nó phát sanh lên cái trí tu. Chứ không phải trí tu chỉ có phát sinh trong những cái giờ mình ngồi thiền mà thôi, không phải như vậy. Đi tất cả trong cái đời sống. Bây giờ còn rất là nhiều, tại vì 14 cái tất cả. Xin mời tất cả chúng ta nghĩ.